Đây là gì, cầm tiếp cho. Này chú nội nhà chồng quá hả? Dạ. Làm bánh gì ăn vậy? Để chị suy nghĩ đi rồi bắt đầu giờ mình vô mình đem vô nhà trước đi. Rồi mình tính sao nha. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hồi nãy thì bé Như có chạy xe đạp xuống, nói là bà nội bé Như nó cho cái bùn chuối này nè. Thì mình suy nghĩ ra là mình làm món bánh kẹp chuối á. Rồi trong cái thời gian mà từ nãy giờ chờ đợi á, là mình đã ngâm cái phần gạo này nè các bạn. Là ngâm từ giờ là được 3 tiếng rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho một miếng muối nha. Rồi mình trộn lên. Xong rồi mình sẽ cho nó ăn vô cái cối này nè nha. Này các bạn, cái cối này là cái cối cổ mình mượn của bà nội á, mình đem xuống đây nè, các bạn có ghi nè 1973 nè, 1973 tới giờ đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho gạo này vô cái cối cho nó ăn nha, nhưng mà mình cho ăn lần miếng miếng thôi, mình cho vào chút nước nữa nha các bạn. Rồi tiếp chị mấy đứa ơi. Nàng sao Như, Như hùng chuối, chị bỏ công với chị hùng gạo ra mình làm món bánh chuối nha. Bé Bảo Trân làm gì mà bé Bảo Trân buồn dữ vậy? Rồi nó ra cái phần dưới mình đè ra nè các bạn, mình xem diễn là nó ra bột đó, từ cái miếng này nè chảy xuống dưới đây nè các bạn. Lâu lắm rồi bây giờ là mới thấy cái cối này lại đúng không các bạn. Rồi cho chị ăn miếng. Nó chảy xuống từ từ đó các bạn. Nhí quay không? Con muốn quay không? Nghe nổi không? Cối này nặng lắm luôn á. Rồi chị cho ăn vô miếng nữa đi nha. Cái này là mình phải cho ăn từ từ hoài á các bạn, chứ mình không có ăn nhiều quá. Nhiều quá nó không có nhiễm nổi. Bà Thông Quyên. Như không rảnh không lạnh thì Như ngọt cưới giùm chị đi. Như cái giấy ngọt cưới giùm cho chị đi. Đợi chút nữa chị đặt ra ở cầu đó mình đổ. Chị ăn thêm luôn nghe. Rồi dưới ngọt đi. Dưới ăn luôn hả? Ăn trước luôn hả? Ăn thử phút coi chưa chuối chuối ngọt không cái gì. Phải không? Này các bạn, giờ này nó xuống từ từ này. Vô ấy phụ con Quyên đi Dương. Nhưng chút đi là thấy mình đổi tên Quyên vô. Thì đang quay bột ở nhà thì con đi cắt chuối đặng một hồi để ha khuôn nha. Rồi
chuối này nãy mới chưa lột xong rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ đặt cho nó nhuyễn luôn nha. Xong rồi bắt đầu cái mình thay cho bột nè, rồi mình đổ. Nãy giờ mấy đứa ăn bánh kẹo chuối này lần nào chưa mấy đứa? Dạ em chỉ ăn là người ta bán thôi. Bán thôi chứ chưa làm nhà hả? Dạ. Thì để bữa nay thử tài của chị với cái bà bán chuối bánh kẹp kia coi nó như thế nào ha. Dạ. Dịnh dịnh cái bọc lại cho chị đi. Đâu chị có lộc ăn nha. Rồi cái phần chuối mình đập xong rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ cho vào bột này luôn nha. Mình sẽ cho vào đây một xí đường nha. Nãy mình có dằn muối rồi cho nên mình khỏi để muối, mình đánh đều lên cho nó tan bột với lại chuối nó hòa với nhau đó. Xong rồi hồi mình đổ à. Khuôn bánh kẹp này nè các bạn, mình ấy lửa cho nó nóng cái khuôn bánh, tự bây giờ cũng đã xong rồi. Còn cái phần này nè, mình đặt một trứng hộp vịt với mình để dầu ăn vô á các bạn, để cho nó chóc á chứ nó không có bị dính khuôn bánh kẹp. Đây bây giờ nóng rồi mình sẽ đổ luôn ha. Mình chạy dầu bên đây rồi mình úp lại. Rồi đợi nó vàng cái bề dưới xong rồi mình quay lại nha các bạn. Vậy là xong rồi đó. Lửa mình chậm vừa vừa thôi, bạn nếu mà mình chậm quá thì bánh kẹp nó sẽ bị khét, nó không có được ngon. Là gà. Mày chắc thôi. Ra đằng ngoài coi.
mình dở lên mình thấy cái bánh kẹp nó vàng như này các bạn, là mình sẽ cho qua đây nha. Rồi mình tha mình đổ bên đây trước, rồi mình quay ngang mình gõ cái đó cho nó mau nha các bạn. Dạ, chị ba xin chị ba. Được cái này nè mấy đứa. Ừ. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Thời gian đó mình sẽ gỡ cái này ra nha các bạn. Đó, xong một cái. Rồi mình quay ngang cái mình tha dầu ở nửa bên kia á. Mình úp lại luôn nha. Chơi cho em đỡ thử đi. Ờ để chị gấp cái này ra cái ha. Dạ. À. Bây giờ con vô con tha đi, con biết tha không? Dạ biết. Con lấy dầu này với cái trứng này nè. Cái con tha đi. Để chị thấy cái này ra cho con dễ làm nha. À, em sợ em chở con ra không nổi. Từ từ làm mới được chứ chị cũng có biết làm đâu. Ờ cứ lấy dầu đó con tha vô. Ờ nhận mảnh số. Rồi dở cái nắp ra. Được rồi đó, dở cái nắp này ra rồi múc một giá. Để nghiền khuôn như nè. Đó, nghiền khuôn xuống. Ờ, đúng rồi. Ờ, đều tay. Để mạnh xuống luôn. Ờ, chán đều ra. Ờ, đúng rồi đó. Thêm bột. Ờ, nhiều đi. Ờ, đúng rồi đó. Để ngay giữa xong mà chán lấy cái giá. Nè, cái giá này nè, kéo như chán như nè. Đó, thấy không? Chán cho nó đều ra. Xong rồi lấy dầu con tha bên kia đi. Còn nữa kìa, nó ở bên trong đó nữa. Ờ, đúng rồi. Rồi xong úp lại. Nãy không? Rồi, đó. Xong để cho nó vàng cái hồi nó con trả lại đúng không? Rồi để chị ngồi ở đây chị coi con đổ coi sao. Em sợ em chở cái khuôn qua không nổi. Dùng mảnh sức lên. Rồi bây giờ mình chở qua đi chưa? Nãy không? Nãy không? Cố lên. Cố lên. Rồi sửa lại. Ờ đúng rồi đó. Rồi để đại đi. Rồi hồi là nó vàng lại.
Rồi lên trên kia. Ờ đúng rồi. Rồi đúng củi vô. Hay là chụm củi lai gai thôi, nó không mấy là nó bị khét cái chỗ nó vàng, chỗ nó bị vàng đó, biết không? Xuống cần đổ từ trên đổ xuống nha không? Đó, đúng rồi. Rồi buông giá luôn, buông ra luôn. Ờ xong rồi lấy cái đít giá chán ra. Đúng rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đó. Rồi. Bên đây nữa. Ờ đúng rồi. Xong rồi con lấy cái dao nè. Đít ra được không? Nóng. Đó, được rồi đấy không? Wow, dở lên, kẹp cái dao vô. Đây chị dạy cho. Vậy nè. Nè, kẹp cái dao vô. Đó. Đổ lên. Đó, thấy không? Đẹp quá. Rồi, hai bên kia đậy lại. Đây, đây là thành quả của cái Dương đổ cái bánh này nha các bạn. Rồi, thay dầu bên đó đi cưng, rồi xong úp lại y vậy đó. Mai mốt chắc cho bé Dương làm cho mình ăn quá các bạn. Rồi, đậy lại. Rồi cái này là cái thứ hai của con. Bây giờ con sẽ trở lại. Cái này lấy ra được không? Nó hơi bị khét chút xíu rồi. Là bốn người luôn á, thành quả là của bé Như hồi sáng là lọc chuối nè, của bé Quyên là xây bột với chị nè. Rồi bây giờ mời các bạn cùng ăn bánh với chị em mình nha. Rồi ăn thôi bé đứa ơi. Ngon, giòn ha, càng giòn quá ơi. Nhờ nãy chuối của bùn chuối của bà nội Như á, ăn quá ngon luôn Như ơi. Cái
luôn á. Chuối nhà trồng nó ngọt. Tại thường thường với bạn mới xong, mình bỏ bánh kẹp rồi mình phải lỡ chuối mùi. Nếu mà chuối nó còn sống quá là vô nó chát với lại nó đắng này. Bỏ chân đi đâu mất tiêu ta. Tới giờ ăn bỏ chân đi đâu mất tiêu rồi. Thôi bây giờ mình sẽ chừa cho Bảo Trăng cái ha. Chừa cho cha ăn cái, cho chị Hai ăn cái. Bây giờ thì cái bữa bánh kẹp chuối á, của chị em mình đến đây cũng đã kết thúc rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.